Xin chào mọi người ha. Tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái mẫu Panasonic CFX giá 6 nha mọi người. Đây là cái bảng mà có sim thì mình cũng có ít thôi mọi người, mình không có nhiều. Có được một vài con thôi. Bản không sim thì nhiều, bản có sim thì nó hiếm hơn. Có thể là tháo rời như máy tính bảng ha, và sử dụng nó nguyên máy với lại cái dòng có sim thì nguyên máy với phím, mà khi mà mình gặp vô như một cái laptop á thì mình sử dụng pin nó tầm hơn 3 giờ nha mọi người. Màn hình này là màn hình độ phân giải màn hình 2K. Cái cấu hình của nó nè là i5 7300, RAM 8 và SSD là 256GB. Đây mọi người ha. Mờ quá. Rồi. Ồ, đâu rồi? Đây là mọi người ha. Đó. Thì cái con máy này là nó về cái việc hoạt động là hoạt động hoàn hảo mọi người. Cái độ phân giải màn hình để mình mở cho mọi người xem. Đây nè, 2K nè mọi người ha. Nhìn nghiêng thì mình sẽ là sử dụng nó như máy tính bảng như thế này. Dọc thì tùy. Đó. Rồi cái sao ha? Cái này là mình để mình đo nè. Mình đang sử dụng sim nha mọi người. Đây là Vina. Đó, mình đang sử dụng sim, mình tắt wifi rồi mọi người, và lướt web là ok hết, không có vấn đề gì. Đây là mọi người, lướt web là ok hết nha, không có vấn đề gì hết trơn. Ví dụ như những cái bảng mà có sim như thế này thì dành cho mọi người mà khi đi công tác rồi vậy ở vùng sâu vùng xa, những nơi mà mình không có bị phụ thuộc vào wifi, những công việc của mình á, mình cần 4G thì cái này nó cũng đáp ứng đủ. Cứ sim nano sim á là cái sim 4G mình nhét vào thôi và mình sử dụng thôi mọi người. Cái con này mình đã test máy của nó là sử dụng trên 3 giờ rồi nên mọi người yên tâm. Và những cái bảng mà có sim như thế này nó mới sử dụng được trên 3 giờ nha mọi người. Còn bảng không lại thì tùy. Rồi thêm nữa là con này là trên nền trắng của nó là nó có phản quang. Nếu mà mọi người nhìn trực diện thì nó hơi khó thấy như thế này. Nhìn nghiêng từ trên xuống thì nó có hơi trắng nhẹ nhẹ đây nè, trên nền trắng với lại phía bên này nè. Một đó hơi trắng nhẹ. Cái đây là cái bệnh truyền kiếp của Bana rồi, mọi người cứ nghĩ là phải chấp nhận nó có phản quang ha. Đó, chứ còn lại là bình thường trên nền màu là rất là khó thấy luôn. Ngược lại thì cái con máy này nó cũng như vậy là cũng tương đối là mình cũng đẹp, thì mình cũng không dám khen đẹp, nhưng mà mình thấy là nó tương đối trong những cái con máy mà có sim mà bên mình là thực sự là nó cũng tương đối đẹp đó mọi người. Để cái vỏ nó cũng không bị trầy xước gì nhiều đâu. Đương nhiên máy cũ thì phải có trầy xước rồi, nhưng con này cũng tạm không có bị trầy xước nhiều hay cấn móp nhiều đó ha. Phần đây nè, cái phần viền thì bắt buộc là nó phải có trầy xước rồi. Phần viền đây nè, ở bên trong được cái là phím còn trắng non à mọi người, không có bị ố hay gì hết. Đây nữa ha, bên này đó, có mòn như thế này. Vỏ hợp kim nhôm với ma nha. Máy kèm sạc zin. Đây là cái bản có sim pin trên 3 giờ. Màn hình phản quang á thì mọi người ai mua Bana thì phải chấp nhận cái điều đó rồi. Và mình báo giá mọi người là 4,2 triệu cho cái con bản sim mình như thế này ha, pin trên 3 giờ. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình ha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Mọi người mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó, máy có lỗi gì thì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Ở dưới cái phần đế này có mẻ miếng nè mọi người. Có mẻ miếng, cái này nó cũng không có ăn thua gì đâu. Mới nãy thấy mà quên báo chứ. Đây ha mọi người ha, nó phần đế, nó quan trọng là bên trong nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Mà được cái là pin châu, bản có sim thì nó sẽ đắt tiền hơn cái bản không sim. Rồi cảm ơn mọi người nhiều ha.